lửa điêu tàn lên đường theo tiếng gọi báo về non sông. Chuyện về công binh dù áo hoa mũ đó, ngày về sư đoàn dù sau ba tuần huấn luyện mới được đeo bằng dù. Rồi từ trại Hoàng Hoa xuôi ngược bốn phương trời, hành quân miệt mài khắp nẻo đường quê hương. Họ là người mơ đường thiết lập căn cứ hầm hố bãi mìn, vượt núi xuyên rừng vượt suối qua sông, cùng hành quân tiếp tế yểm trợ các tiểu đoàn, đã góp phần gian khó hoàn thành nhiệm vụ bằng trách nhiệm chuyên môn, góp phần lập nhiều chiến công quân sứ anh hùng. Đêm đêm dưới ánh châu hồng, thương người yêu vẫn chờ cánh dù phương xa. Hẹn ngày mai thanh bình, tháng năm khắc khoải, đợi chờ khi trở về quê hương còn khói lửa, vẫn hành quân miệt mài. Ngày rời trại Hoàng Hoa chưa về phép thăm nhà, hẹn nhau ngày về đất nước mình an vui. Người mở đường thiết lập căn cứ hầm hố bãi mìn, vượt núi xuyên rừng vượt suối qua sông, cùng hành quân tiếp tế yểm trợ các tiểu đoàn, đã góp phần gian khó hoàn thành nhiệm vụ bằng trách nhiệm chuyên môn, góp phần lập nhiều chiến công quân sứ anh hùng. Đêm đêm dưới ánh châu hồng, thương người yêu vẫn chờ cánh dù phương xa. Ngày mai thanh bình, tháng năm khắc khoải, đợi chờ khi trở về quê hương còn khói lửa, vẫn hành quân miệt mài. Ngày rời trại Hoàng Hoa chưa về phép thăm nhà, hẹn nhau ngày về đất nước bình an vui. Hẹn nhau ngày về đất nước mình an vui. Hẹn nhau ngày về đất nước mình an